Ngáo đá cầm kiếm dài 1,2 mét chém mô tô và nhà dân bên đường. Công an thành phố Hải Dương vừa khống chế đối tượng có biểu hiện ngáo đá chửi bới, cầm kiếm chém vào ô tô và nhà dân bên đường. Khoảng 10 giờ 30 ngày 8 tháng 3, lực lượng công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo có đối tượng biểu hiện thần kinh không bình thường, chửi bới và cầm thanh kiếm dài khoảng 1,2 mét ra đường chém liên tiếp vào xe ô tô và nhà dân. Lực lượng chức năng đã có mặt, dùng biện pháp nghiệp vụ tước vũ khí khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an. Qua xác định, đối tượng có biểu hiện ngáo đá là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1988, trú tại ngõ 29 phố Ngân Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Sau sự việc, lực lượng công an đã đến vây giáp, áp sát, buộc đối tượng buông vũ khí và khống chế đưa về trụ sở công an thành phố Hải Dương. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cách đây 2 ngày, chiều ngày 6 tháng 3, Thượng tá Hồ Sĩ Nhung, trưởng công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Cảnh Duyên, 30 tuổi, hộ khẩu ở xã Tân Thành, tạm trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Theo điều tra, vào sáng cùng ngày sau khi sử dụng ma túy, khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, Duyên cầm dao chém trúng một người tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa và gây hư hỏng 3 ô tô, 1 xe mô tô. Sau đó, Duyên chạy về nhà ở xã Tân Long chốt cửa cố thủ bên trong. Nhận được tin báo, công an huyện Hướng Hóa phối hợp với đồn biên phòng Thuận, lực lượng công an và dân quân địa phương tiếp cận hiện trường. Sau khi xịt hơi cay vào nhà, Duyên chạy ra ngoài thì các lực lượng khống chế được. Kết quả kiểm tra cho thấy Duyên dương tính với ma túy. Hiện công an huyện Hướng Hóa đang tạm giữ đối tượng để điều tra. Hiện nay rất nhiều bạn trẻ sử dụng ma túy chất kích thích. Ngáo đá là hiện tượng xảy ra khi sử dụng ma túy, đá có hoang đường ảo giác như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết, nhìn thấy quái vật. Đây thực chất là một loại ma túy tổng hợp mạnh ở dạng tinh thể, có chứa chất dạng methamphetamine hoặc amphetamine được tổng hợp từ các hóa chất. Khi chất kích thích khi vào cơ thể sẽ chi phối hành vi, khiến người sử dụng ma túy đá bị ngáo đá, có thể giết người hoặc tự sát. Người bị ngáo đá thường mất kiểm soát hành vi, khuôn mặt ngáo ngơ, có những hành động kỳ quặc không giống ai, như tưởng tượng mình là chim bay lượn, là cá bơi dưới nước. Có những trường hợp sau khi sử dụng ma túy đá, xuất hiện ảo giác rùng rợn, cho rằng những người xung quanh đang muốn hãm hại mình.